Sáng ngày 17 tháng 3, Ban chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn huyện Vũ Quang họp triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2022 và hoạt động kỷ niệm 175 năm ngày sinh đính nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng. Đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, chủ trì hội nghị. Năm 2022, huyện Vũ Quang sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển của toàn dân tộc, kỷ niệm các ngày lễ quốc tế các ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh của huyện thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm cổ vũ động viên các cấp các ngành các địa phương đơn vị doanh nghiệp và nhân dân vượt qua khó khăn thách thức vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 175 năm ngày sinh đỉnh nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng, mùng 6 tháng 6 năm 1847, mùng 6 tháng 6 năm 2022, theo kế hoạch huyện sẽ tổ chức lễ dân hoa dân hương, báo công, chỉnh trang tôn tạo khuôn viên tượng đài, nhà bia tưởng niệm Phan Đình Phùng và Nghĩa Quân, xây dựng phóng sự, tổ chức cuộc thi viết, hội thảo tại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi quê hương ca ngợi cuộc đời sự nghiệp và những đóng góp của Phan Đình Phùng và Phong trào Cần Vương Vũ Quang xưa và nay vân vân phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Thiều Quang phó bí thư thường trực huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh năm 2022 là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn sự kiện lịch sử quan trọng của quê hương đất nước do đó yêu cầu ban chỉ đạo tổ ngày lễ lớn Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp đỉnh nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng để mạnh công tác chỉ đạo tuyên truyền các địa phương đơn vị căn cứ vào tình hình điều kiện cụ thể để triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhất là tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch các thông tin xấu độc trên internet mạng xã hội và tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp đỉnh nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng.